Sau gần 2 ngày khắc phục sạt lở đất đá do mưa lũ, trưa nay đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông tuyến trở lại. Những đợt mưa lớn vừa qua đã làm sạt lở 80 điểm ở đường Hồ Chí Minh, hàng trăm cây bị ngã đổ. Đơn vị duy tu bảo dưỡng đã tranh thủ lúc ngớt mưa bám dọn mặt đường để thông tuyến, có những điểm đã phải dọn đi dọn lại từ 4 đến 5 lần. Đến trưa nay, đại diện Chi cục Quản lý đường bộ 2.5 cho biết, sau 2 ngày nỗ lực khắc phục sạt lở, đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông tuyến.